phụ nữ ngày nay không chỉ đảm việc nhà mà còn giỏi giang trong kinh doanh. Không thể phủ nhận rằng phụ nữ đóng góp không nhỏ cho công cuộc xây dựng nền kinh tế thế giới. Phụ nữ vốn được trân trọng, nhưng phụ nữ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang càng đáng được tôn vinh. Chính vì vậy mà hiện nay, có không ít cuộc thi được diễn ra nhằm tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ. Vừa qua, ban tổ chức Hoa hậu Doanh nhân quốc tế 2019 Miss International Business đã mở cuộc họp báo công bố chính thức khởi động cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân quốc tế 2019 dự kiến đêm chung kết được tổ chức vào tháng 6 tại Philippines. Với sự tham gia tranh tài của các nữ doanh nhân trong và ngoài nước, có thể nói đây là sân chơi bổ ích và thiết thực nhằm tôn vinh các nữ doanh nhân tài sắc vẹn toàn. Tại buổi họp báo, ban tổ chức cũng hé lộ dàn giám khảo của cuộc thi năm nay. Hoa hậu Doanh nhân quốc tế 2018 Lê Đỗ Minh Thảo trưởng ban giám khảo, ca sĩ Dương Ngọc Thái, Hoa hậu Nguyễn Thị Diệu Thúy, ca sĩ Thu Trang Bolero, doanh nhân Lê Quốc Cường. Cuộc thi không chỉ mang ý nghĩa là tìm ra những cá nhân xuất sắc nhất đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại và bản lĩnh, mà còn là cầu nối để thúc đẩy mối quan hệ cộng đồng, tình hữu nghị và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa phụ nữ trên thế giới, đồng thời còn là nơi giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.